Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, việc sửa chữa hay xây dựng nhà cửa đều là những việc trọng đại của đời người vì nó ảnh hưởng đến thổ địa và chủ đất. Việc xem ngày tu sửa nhà cửa cũng là một phong tục đặc trưng của người phương Đông chúng ta. Họ luôn tâm niệm việc xem ngày trước khi tiến hành sửa nhà sẽ mang lại nhiều may mắn cũng như mọi việc thuận lợi cho gia chủ. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tu tạo sửa chữa tốt nhất trong tháng 11 âm lịch năm 2022. Kiến thức này được trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm sử dụng những ngày tốt mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Một, những ngày xấu kiêng kỵ tu tạo sửa chữa trong tháng 11 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất tu tạo sửa chữa trong tháng 11. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời, tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 5 nội dung chính mà chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những việc cần làm trong ngày tu tạo sửa chữa tóm tắt như sau. Nội dung thứ nhất, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong ngày tu tạo sửa chữa. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có một ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ, như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc là có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem xét ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc tu tạo sửa chữa trong tháng 11 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư để tự chọn cho mình được những ngày cát lành nhất, tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày tốt toàn thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt dành cho những người chưa biết đến phong thủy tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày tốt toàn thư. Theo Ngày tốt toàn thư, những ngày tu tạo sửa chữa phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ tu tạo sửa chữa, kỵ những ngày sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, thổ phủ, trực bình, trực thâu, trực bế, kiếp sát, tai sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, thiên sự, đại thời, tứ phế, ngũ mộ, thổ phù, địa nang. 2. Ngày hợp tu tạo sửa chữa, ngày tốt tu tạo sửa chữa bao gồm những ngày nguyệt ân, tứ tướng, thời đức, tam hợp, phúc đức, trực khai. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét cắt hung của từng ngày để tìm ra được ngày tốt nhất tu tạo sửa chữa trong tháng 11 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 11 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần bắt đầu từ ngày 24 tháng 11 dương lịch đến ngày 22 tháng 12 dương lịch. Tháng 11 là tháng Nhâm Tý, là tháng Thiếu có 29 ngày. Ngày mùng 1 là ngày Tân Tỵ, ngày 29 là ngày Kỷ Dậu. Trong tháng 11 có hai tiết khí là Đại Tuyết và Đông Chí. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 11 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 11 âm lịch là ngày Dần và ngày Mùi, bao gồm các ngày mùng 10 Canh Dần, 22 Nhâm Dần, mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. Đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày sát chủ mùa là những ngày Mão, bao gồm những ngày 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Là ngày thiên địa chuyển sát là các ngày Nhâm Tý, Bính Tý, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. 4. Là ngày thụ tử, trong tháng 11 âm lịch là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão cũng kiêng kỵ không dùng việc gì. 5. Là ngày dương công kỵ, trong tháng 11 là ngày 21 Tân Sửu, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 6. Là ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Quý Mùi, mùng 7 Đinh Hợi, 13 Quý Tỵ, ngày 18 Mậu Tuất, ngày 22 Nhâm Dần và ngày 27 Đinh Mùi. Đây là 6 ngày xấu và kỵ mọi việc.
7 là ngày Nguyệt Kỵ, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 14 Giáp Ngọ, 23 Quý Mão. Đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 8 là ngày Nguyệt Kiến, là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và ngày 20 Canh Tý. 9 ngày Nguyệt Phá là các ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và ngày 26 Bính Ngọ. 10 là ngày Thổ Phủ, là ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 11 ngày Trực Bình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão và 23 Quý Mão. 12 ngày Trực Thâu là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 13 ngày Trực Bế là những ngày Hợi, bao gồm mùng 7 Đinh Hợi và ngày 19 Kỷ Hợi. 14 ngày Kiếp Sát là những ngày Tỵ, bao gồm mùng 1 Tân Tỵ, 13 Quý Tỵ và 25 Ất Tỵ. 15 ngày Tai Sát là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 2 Nhâm Ngọ, 14 Giáp Ngọ và 26 Bính Ngọ. 16 ngày Nguyệt Sát là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi, 27 Đinh Mùi. 17 ngày Nguyệt Hình là những ngày Mão, bao gồm 11 Tân Mão, 23 Quý Mão. 16 ngày Nguyệt Hại là những ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 17 Ất Mùi, ngày 27 Đinh Mùi. 18 ngày Nguyệt Yểm, trong tháng 11 ngày Nguyệt Yểm là những ngày Tý, bao gồm mùng 8 Mậu Tý và 20 Canh Tý. 19 ngày Thiên Sứ là những ngày Dậu, bao gồm mùng 5 Ất Dậu, 17 Đinh Dậu và 29 Kỷ Dậu. 20 ngày Đại Thời là các ngày Mùi, bao gồm mùng 3 Quý Mùi, 15 Ất Mùi và 27 Đinh Mùi. 21 ngày Tứ Phế là ngày Sửu, tháng 11 âm lịch không có ngày này. 22 ngày Ngũ Mộ là ngày 12 Nhâm Thìn. 23 ngày Thổ Phù là ngày Thân, bao gồm mùng 4 Giáp Thân, 16 Bính Thân và 28 Mậu Thân. 24 ngày Địa Nang là các ngày Tân Mùi, Tân Dậu, tháng 11 âm lịch không có hai ngày này. Đó là 24 hung tinh chúng ta cần loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc tu tạo sửa chữa cho được hanh thông thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta xét các cát tinh để tìm ra những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 25 ngày Nguyệt Ân là những ngày Giáp, ngày mùng 4 Giáp Thân, ngày trùng với ngày Thổ Phù không nên dùng, ngày 14 Giáp Ngọ trùng với ngày Nguyệt Phá và ngày Tai Sát nên bỏ qua, ngày 24 Giáp Thìn là ngày nhiều cát tinh, rất tốt cho ngày tu tạo sửa chữa. 26 ngày Tứ Tướng là những ngày Giáp và Ất. Ngày Giáp trùng với ngày Nguyệt Ân đã xét ở trên, ngày Ất bao gồm các ngày mùng 5 Ất Dậu trùng với ngày Trực Thâu và ngày Thiên Sứ nên không dùng, ngày 15 Ất Mùi trùng với ngày Nguyệt Sát và ngày Đại Thời xấu nên không dùng, ngày 25 Ất Tỵ trùng với ngày Kiếp Sát, như vậy không chọn được ngày nào đẹp theo tiêu chí này. 27 ngày Thời Đức là những ngày Dần trùng với ngày Sát Chủ nên ta không dùng. 28 ngày Tam Hợp là ngày Thân và ngày Thìn, ngày mùng 4 Giáp Thân, ngày 16 Bính Thân, ngày 28 Mậu Thân, ngày Thân trùng với ngày Thổ Phù nên không dùng. Ngày Thìn bao gồm các ngày 12 Nhâm Thìn trùng với ngày Ngũ Mộ nên bỏ qua, ngày 24 Giáp Thìn là ngày tốt để tu tạo sửa chữa. 29 ngày Trực Khai là ngày Tuất, mùng 6 Bính Tuất, 18 Mậu Tuất là những ngày tốt cho việc tu tạo sửa chữa. 30 xét các ngày còn lại, Sửu bao gồm các ngày mùng 9 Kỷ Sửu, 21 Tân Sửu, tuy hai ngày này không phải là ngày quá vượng nhưng cũng không có các hung tinh ảnh hưởng xấu đến việc tu tạo sửa chữa nên vẫn có thể xem xét sử dụng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 30 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt tu tạo sửa chữa trong tháng 11 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 11 âm lịch cho việc tu tạo sửa chữa đó là những ngày tốt sau. Ngày 24 Giáp Thìn kỵ những người tuổi Tuất, hợp những người tuổi Thân, Tý, Dậu và những người có thiên can là Kỷ. Ngày mùng 6 Bính Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Tân. Ngày 18 Mậu Tuất kỵ những người tuổi Thìn, hợp những người tuổi Dần, Ngọ, Mão và những người có thiên can là Quý. Ngày 21 Tân Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Bính. Ngày mùng 9 Kỷ Sửu kỵ những người tuổi Mùi, tốt cho người tuổi Tỵ, Dậu, Tý và những người có thiên can là Giáp. Đó là những ngày cát lành tu tạo sửa chữa trong tháng 11 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp, quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349 119 để được tư vấn và giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin cảm ơn.